Rory nghi ngờ rằng trung bình các giáo viên trong học khu của anh ta có ít hơn 5 năm kinh nghiệm. Anh ta quyết định kiểm định giả thuyết không của mình là số năm kinh nghiệm trung bình là 5 năm. Và giả thuyết thay thế của anh ấy là giá trị trung bình thực sự của số năm kinh nghiệm là ít hơn 5 năm. Sử dụng mẫu gồm 25 giáo viên, trung bình mẫu của anh ấy là 4 năm và độ lịch chuẩn mẫu của anh ta là 2 năm. Rory muốn sử dụng những dữ liệu mẫu này để tiến hành kiểm tra tơi trên giá trị trung bình. Giả sử rằng tất cả các điều kiện để suy luận đã được đáp ứng. Tính toán thống kê thử nghiệm cho thử nghiệm của Rory. Vì vậy mình luôn muốn nhắc nhở bản thân về những gì đang xảy ra. Vì vậy bạn có giả thuyết không ở đây? Rằng số năm kinh nghiệm trung bình của giáo viên trong học khu là 5. Và sau đó giả thuyết thay thế là số năm kinh nghiệm trung bình của giáo viên trong học khu là ít hơn 5. Vì vậy nếu điều này đại diện cho tất cả giáo viên trong học khu tổng thể, sau đó những gì anh ta làm là anh ta lấy một mẫu và nói rằng anh ấy đã sử dụng một mẫu gồm 25 giáo viên. Vì vậy N ở đây bằng 25. Và rồi từ mẫu đó anh ấy có thể tính toán một số thống kê. Anh ấy có thể tính toán trung bình mẫu. Vì vậy trung bình mẫu đó là 4 năm. Trung bình mẫu là 4 năm. Và sau đó anh ấy cũng có thể tính toán độ lịch chuẩn mẫu. Độ lịch chuẩn mẫu bằng 2 năm. Bây giờ toàn bộ vấn đề mà chúng ta làm hoặc vấn đề chính chúng ta làm khi thực hiện các ý định ý nghĩa thống kê là nếu chúng ta giả định giả thuyết không là đúng thì xác suất lấy được trung bình mẫu thấp hơn trung bình mẫu thấp hay thấp hơn và nếu xác suất đó thấp hơn một mức ý nghĩa đặt trước thì chúng ta bắt bỏ giả thuyết không và nó gợi ý giả thuyết thay thế nhưng để tìm ra xác suất đó chúng ta cần tìm ra một thống kê thử nghiệm đôi khi chúng ta sử dụng kiểm định z nếu chúng ta đang xử lý các tỷ lệ nhưng khi chúng ta xử lý các giá trị trung bình chúng ta có xu hướng sử dụng kiểm định t và lý do tại sao là nếu bạn muốn tìm ra một thống kê z những gì bạn sẽ làm là bạn sẽ lấy giá trị trung bình mẫu của mình trừ đi giá trị trung bình giả định đó từ giả thuyết không vì vậy mi và mình sẽ chỉ đặt một số không nhỏ số không ở đó vì vậy đây sẽ là giá trị trung bình giả định từ giả thuyết không và sau đó bạn chia cho độ lệch chuẩn của phân phối mẫu của trung bình mẫu vì vậy bạn chia cho cái đó nhưng cái này chúng ta không biết và đó là lý do tại sao thay vào đó chúng ta thực hiện một thống kê t trong trường hợp đó chúng ta sẽ lấy hiệu giữa trung bình mẫu của chúng ta và trung bình tổng thể gia đình của chúng ta tham số tổng thể và chúng ta sẽ cố gắng ước tính điều này và chúng ta ước tính điều đó với độ lệch chuẩn mẫu của chúng ta chia cho căn bậc hai của cỡ mẫu của chúng ta và nếu bạn thấy hứng thú mà mình khuyến khích bạn nên có ngay cả khi bạn không hứng thú lắm, mình khuyến khích bạn dừng video lại và thử tính thống kê tê này. Cái này sẽ bằng... Hãy xem. Trung bình mẫu của chúng ta là 4. Trừ đi trung bình giả định của chúng ta là 5. Trung bình tổng thể giả định của chúng ta là 5. Độ lịch chuẩn mẫu của chúng ta là 2. Tất cả những điều đó trên căn bậc 2 của cỡ mẫu. Tất cả điều đó trên căn bậc 2 của 25. Vì vậy cái này sẽ bằng tử số của chúng ta là âm 1 Vậy nó là âm 1 trên 2 phần 5 Bằng âm 1 nhân 5 phần 2 Và vì vậy cái này sẽ bằng Bằng âm 5 phần 2 hoặc âm 2,5 Và sau đó những gì chúng ta sẽ làm trong việc này Những gì Rory sẽ làm là sau đó Tra cứu giá trị T này trên bảng T Và nói vì vậy nếu nhìn vào phân phối của thống kê T Đại loại như vậy và nói Được rồi 2,5 dưới mức trung bình Vậy âm 2,5 Và vì vậy những gì anh ấy muốn làm là tìm ra diện tích này ở đây Vì đây sẽ là xác suất thấp hơn nhiều so với mức trung bình Hoặc thậm chí còn thấp hơn mức trung bình Và vì vậy nó sẽ cho chúng ta giá trị B và sau đó nếu giá trị b đó dưới một số mức ý nghĩa đặt trước mà rory nên đặt có thể là 5% phần trăm hoặc một phần trăm thì anh ta sẽ bác bỏ giả thuyết không điều này sẽ khiến anh ta nghi ngờ rằng giá trị trung bình số năm kinh nghiệm thực sự của các giáo viên trong học khu của anh ta là ít hơn năm bây giờ một điều thực sự quan trọng khác cần ghi nhớ là họ đã nói với chúng ta rằng hãy giả sử tất cả các điều kiện để siêu luận đã được đáp ứng và do đó giả sử rằng đây thực sự là một mẫu ngẫu nhiên rằng mỗi quan sát riêng lẻ thực sự độc lập hoặc gần như độc lập. Sau đó, có thể anh ta quan sát thấy có thay thế hoặc nó ít hơn 10% tổng thể và anh ấy cảm thấy tốt rằng phân phối mẫu sẽ gần như tiêu chuẩn và chúng ta đã nói về điều đó trong các video khác.